Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Sau một ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, phiên chất vấn đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã kết thúc tốt đẹp. Các vị đại biểu Quốc hội đã có sự chuẩn bị kỹ, các câu hỏi có chất lượng, sát với thực tiễn, đời sống và nguyện vọng của nhân dân, cử tri, thực hiện đầy đủ các quy định về cách thức chất vấn, tranh luận, đảm bảo đúng thời gian quy định. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và các vị bộ trưởng, trưởng ngành với tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách, đã giải trình làm rõ thực trạng và đề xuất được nhiều giải pháp đối với từng vấn đề chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn và tán thành ghi nhận các giải pháp cam kết tại phiên chất vấn lần này. Tại phiên chất vấn đã có 107 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 54 đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn, 8 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Đối với các vị đại biểu Quốc hội chưa được trả lời hoặc những nội dung mà đại biểu thấy chưa rõ và những đại biểu Quốc hội đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn do đã hết thời gian, đề nghị gửi câu hỏi đến các thành viên chính phủ để được trả lời bằng văn bản. Qua báo cáo bằng văn bản của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, diễn biến của phiên chất vấn và tình hình thực tiễn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin tổng hợp và nhấn mạnh một số nội dung sau đây. Thứ nhất, về lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự quyết tâm nỗ lực trách nhiệm của ngành tư pháp và Bộ Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện. Từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, Bộ Tư pháp đã có sự chuẩn bị kỹ hơn và có đổi mới cách thức tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua các nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm, bám sát kết luận 19 của Bộ Chính trị, kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Công tác thẩm định các dự án luật, nghị quyết của Bộ Tư pháp có nề nếp, trách nhiệm và có chất lượng cao. Báo cáo với Chủ tịch nước và Thủ tướng là chúng tôi các hồ sơ dự án luật nghị quyết là chúng tôi đều tìm đọc cái báo cáo này đầu tiên. Những báo thẩm tra của Bộ Tư pháp thì phải khẳng định là các ông chí làm rất là chuyên nghiệp, rất là có trách nhiệm và chất lượng rất là tốt đấy. Để chúng ta phải đánh giá và thấy cái điều này. Nên gần đây là một số cái hồ sơ là không thấy cái báo cáo này nữa. Không biết là do cái cách nào đó mà có thể là để nó thất lạc, nhưng mà vì mà đọc được cái này rồi là thấy hết được ruột gan của cái dự án luật đấy. Nhưng mà nói chung là cái báo cáo thẩm tra của Bộ Tư pháp là rất là tốt. Một vài cái dự án luật hiện nay thì đóng cái báo cáo này là vào cái quyển thứ hai, thứ ba gì đấy, cho nên nó khó tìm hơn. Bộ Tư pháp và các bộ ngành địa phương đã tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện các văn bản có sai sót, vi phạm quy định về thể thức và nội dung, thẩm quyền. Số lượng văn bản được phát hiện và xử lý cao hơn so với giai đoạn trước, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản được nâng lên cả ở trung ương và địa phương.
có nhiều cố gắng phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa, các hình thức đấu giá phong phú và đa dạng hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu giá tài sản đạt được những kết quả ban đầu. Về cơ bản, việc thực hiện giám định tư pháp đáp ứng được yêu cầu của hoạt động tố tụng. Hệ thống tổ chức giám định tư pháp được quan tâm củng cố, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động giám định được quan tâm đầu tư. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tư pháp vẫn còn có những tồn tại hạn chế như việc bổ sung các dự án vào chương trình xây dựng pháp luật không theo chương trình tổng thể có chiều hướng tăng lên hoặc được đề nghị sát thời điểm tổ chức kỳ họp của Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một số dự án chưa được nghiên cứu kỹ về phạm vi điều chỉnh, tác động của chính sách nên chưa được xem xét bổ sung vào chương trình. Có dự án phải chuyển từ 2 kỳ thành 3 kỳ. Chất lượng một số dự án luật còn chưa cao, còn tình trạng mâu thuẫn chồng chéo hoặc quy định không rõ ràng, khó cho tổ chức thi hành. Còn tình trạng chính phủ đã thống nhất trình dự án luật nhưng vẫn còn ý kiến khác nhau giữa một số bộ thành viên của chính phủ. Tuổi thọ của một số nghị định và thông tư rất ngắn, vừa ban hành đã phải sửa đổi bổ sung. Tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ còn nợ 17 văn bản, giảm 11 văn bản so với năm 2020, nhưng tăng 9 văn bản so với 2021 và tăng 5 văn bản so với năm 2022. Công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tại một số cơ quan cấp bộ và cấp tỉnh chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và thường xuyên, chất lượng kiểm tra còn hạn chế. Một số trường hợp văn bản chậm được xử lý theo quy định. Việc phát hiện và xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có vi phạm trong xây dựng, ban hành văn bản pháp luật nhìn chung còn thiếu kịp thời, chưa nghiêm và chưa tương xứng với tính chất và hậu quả vi phạm. Thì điều này chúng tôi muốn nhấn mạnh là kể cả những cái văn bản mà do Bộ phát hiện ra, rồi các cơ quan Quốc hội, rồi thanh tra, kiểm toán v.v. thì chúng ta cái xử lý này cũng chưa đủ nghiêm và cái tính chất và cái hậu quả sai phạm chưa tương xứng. Đồng chí Bộ trưởng cũng có đề xuất là cần phải tiếp tục hoàn thiện các cái quy định trong cái luật cán bộ công chức và những hình thức để chúng ta xử lý nghiêm hơn lĩnh vực này. Bởi vì những cái văn bản này mà chậm hoặc là ban hành văn bản sai ấy, hoặc là trì trệ ấy, thì tác động và hậu quả của nó là rất lớn. Thì cái này chúng tôi biết là đồng chí Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Cải cách, Hội đồng Cải cách Tư pháp Trung ương cũng rất là quan tâm. Đồng chí Thủ tướng, rồi lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ cũng rất là quan tâm đến cái nội dung này. Không ít quy định của đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan không còn phù hợp. Một bộ phận đấu giá viên còn hạn chế về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, vẫn còn xảy ra vi phạm pháp luật trong công tác đấu giá tài sản. Công tác giám định tư pháp còn không ít hạn chế và bất cập. Một số quy định pháp luật về giám định trong tư pháp còn bất cập. Đội ngũ giám định tư pháp chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, công tác phối hợp chưa tốt. Nội dung trưng cầu giám định một số trường hợp chưa đủ rõ, việc thực hiện yêu cầu giám định còn chưa sát và chưa kịp thời. Qua phiên chất vấn, đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các bộ trưởng có liên quan nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau đây.
về công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật và pháp lệnh, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật được đề ra tại kết luận 19 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị và kế hoạch 81 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa và các nghị quyết kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác lập pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tập trung khắc phục cơ bản tình trạng chậm hồ sơ, đề xuất xây dựng luật nghị quyết của Quốc hội không phù hợp với quy định của Hiến pháp và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc thực hiện chủ trương thí điểm những nội dung khác luật, những đề xuất một luật sửa đổi bổ sung nhiều luật chưa được lý giải thuyết phục sự cần thiết và chưa đánh giá kỹ tác động. Thì cái việc mà chúng ta trình các cái dự thảo nghị quyết để mà thí điểm thì là hoàn toàn luật pháp cho phép. Nhưng là đã là thí điểm thì nó phải có cái không gian, thời gian, địa chỉ, trình tự thủ tục cụ thể. Chứ các cái nghị quyết thí điểm nó không phải là một cái bộ luật mà nó chạy song song với cái luật hiện hành. Đấy là cái nguyên tắc mà Thường vụ Quốc hội cũng đã lưu ý rất nhiều. Thế nhưng mà có những cái dự án luật về nghị quyết chúng ta trình sang thì vẫn cứ theo cái tư duy như vậy. Rất khó cho cái quá trình phối hợp và tổ chức thực hiện. Và cái việc mà dùng một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định thì cái này đã có tiền lệ và do yêu cầu cấp thiết thì chúng ta phải làm. Giống như kỳ họp bất thường chúng ta đã dùng một luật sửa 9 luật, mà tới đây là chúng ta còn có thể phải tiếp tục làm. Nhưng quan trọng là phải đánh giá kỹ là vì sao phải sửa những cái luật như thế và cái tác động của nó như thế nào và cái tính đồng bộ của hệ thống pháp luật ra làm sao. Ở đây là chúng tôi muốn giải thích thêm như vậy. Chúng ta cũng phải rất linh hoạt trong công tác xây dựng pháp luật, có nhu cầu đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì luật pháp nó phải kiến tạo phát triển thì chúng ta vẫn phải làm. Nhưng mà cái quá trình chúng ta làm là phải bám sát các cái quy định của Hiến pháp và quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cái vấn đề thí điểm ấy thì Hiến pháp chỉ cho phép là Quốc hội ban hành để thực hiện trong một khung khổ, một cái phạm vi nhất định nào đấy thôi, chứ nó không phải thay thế cho luật. Thì chỗ đó là chúng tôi muốn có cái giải thích thêm là như vậy. Kiên quyết không đề nghị bổ sung dự án luật và dự thảo nghị quyết vào chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cần thiết cấp bách đã có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Thì kỳ họp thứ 6 này báo cáo với đại biểu Quốc hội là rất là mừng vì Thủ tướng Chính phủ cũng phối hợp rất chặt chẽ với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong như tháng 7 là gần như là đã gửi được hết danh mục sang cho các cơ quan của Quốc hội. Vì hiện nay đang thụ lý để chúng ta có cái thời gian để mà đưa vào cái chương trình chính thức. Thì tôi tin rằng cái cách làm như thế thì chúng ta tiếp tục phát huy và sẽ có cái chất lượng cao hơn đối với các cái dự án luật mà chúng ta sẽ ban hành. Một nội dung nữa là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm chi tiết hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh, nghị quyết, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng chậm ban hành hoặc văn bản quy định chi tiết việc ban hành đã phải sửa đổi do không phù hợp với thực tiễn, rà soát
bảo đảm ban hành đầy đủ kịp thời có chất lượng các văn bản hướng dẫn các luật nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, báo cáo tại hội nghị toàn quốc về nội dung này vào cuối tháng 8 2023. Thì dự kiến hội nghị này sẽ được tổ chức vào ngày 26, ngày thứ Bảy vào cuối tháng này. Thì chúng ta rà soát lại một lượt để chúng ta xem là các cái dự án luật và dự thảo nghị quyết thì tổ chức thực hiện đến đâu. Ví dụ như một cái luật mà rất nặng đó là luật khám chữa bệnh, là rất nhiều nghị định. Thì chúng ta từ nay cho đến cuối năm là còn phải làm cái gì? Thì khi bắt đầu mà dự án luật mà có hiệu lực thì tất cả các văn bản hướng dẫn là đã sẵn sàng. Thì đây là cái hội nghị đầu tiên mà Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, rồi Tòa án và Viện Kiểm sát để phối hợp tổ chức. Dự kiến là tổ chức vừa theo hình thức tập trung, vừa theo hình thức trực tuyến vào ngày 26 tháng 8 này. Kiên quyết chấm dứt tình trạng sử dụng hình thức văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật, như một số loại nghị quyết, chỉ thị, công văn, công điện, văn bản chỉ đạo điều hành, để đề ra các quy định pháp luật, nhất là các nội dung có tính quy phạm pháp luật khác với quy định của hệ thống pháp luật hiện hành. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ đầy đủ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tổ chức pháp chế, của các bộ ngành và địa phương, bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, chủ động kiện toàn tổ chức pháp chế, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn và quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ này, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông về chính sách như chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng là nhiệm kỳ này rất quan tâm đến nội dung này. Thì chúng tôi rất là mong Bộ Tư pháp là tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục làm tốt công tác này. Đồng thời tổ chức có ý nghĩa và thiết thực kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm. Tăng cường hiệu lực hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật, đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, phòng ngừa, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong một bộ phận công chức pháp chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác xây dựng pháp luật. Phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan tập trung rà soát hệ thống pháp luật để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền và đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung các pháp lệnh, luật, nghị quyết theo tinh thần nghị quyết kỳ họp thứ 5, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện đầy đủ kịp thời nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội về tháo gỡ các vướng mắc khó khăn pháp lý liên quan đến các thị trường hàng hóa, dịch vụ, chứng khoán, bất động sản, mua sắm, đầu tư công, phòng cháy, chữa cháy, hoàn thuế giá trị gia tăng, v.v. Thì báo cáo chỉ những cái nội dung này vẫn tiếp tục có những cái vướng mắc, nhất là vấn đề lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng. Hôm nay có đồng chí Bộ trưởng Tài chính ở đây, chúng tôi cũng xin báo cáo thêm nội dung này. Ủy ban Tài chính Ngân sách thì đang sẽ có cái chuẩn bị cái phiên giám sát và giải trình đối với cái nội dung này. Chúng ta làm sao đó mà vừa ngăn ngừa được những cái hành vi trục lợi, tham nhũng, tiêu cực trong những chính sách, nhưng vừa phải đảm bảo thực hiện nghiêm cái quy định của luật quản lý thuế. Thời gian hoàn thuế mà nếu mà tiền kiểm thì là không quá 4 tháng, và nếu hậu kiểm là không quá 5 ngày. Chúng ta làm sai cái này đi thì các doanh nghiệp thì đang sẽ khó khăn rất lớn. Hiện nay cái số lượng doanh nghiệp mà tiếp tục mà có đơn thư gửi về cho các cơ quan Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội vẫn tiếp tục tăng lên. Thì tôi xin báo cáo cái ý như thế. Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục quán triệt định hướng yêu cầu của Đảng, Nhà nước về xây dựng hoàn thiện tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế và thi hành pháp luật, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp và của các bộ, cơ quan ngang bộ, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc đầu tư, củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản, tăng cường cơ chế giám sát và phản biện xã hội, vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác xây dựng, ban hành,
văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan đến việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái quy định. Thì cái này là Hội đồng Dân tộc, các cơ quan Quốc hội theo nghị quyết mà Quốc hội mới, thường vụ mới ban hành hướng dẫn, nghị quyết 560, từ giờ đến cuối nhiệm kỳ sẽ tăng cường cái công tác này và có những kiến nghị, những địa chỉ cụ thể rất là rõ ràng để chúng ta tăng cường cái kỷ luật kỷ cương trong lĩnh vực này. Tăng cường hoạt động kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra xử lý văn bản, đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra văn bản của các bộ ngành địa phương, xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật của các bộ ngành và địa phương. Về công tác đấu giá tài sản, chú trọng tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các sai phạm tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản. Trình Quốc hội cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản tại kỳ họp thứ 6, tiếp tục thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về hoạt động đấu giá tài sản, tạo điều kiện cho hoạt động đấu giá tài sản tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề mang tính cấp bách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho việc tổ chức đấu giá tài sản, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản, bảo đảm sự quản lý thống nhất hiệu quả của nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản. Chỉ đạo kiện toàn đội ngũ đấu giá viên có đủ số lượng, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích đấu giá trực tuyến, nhất là đối với tài sản công, quyền sử dụng đất có giá trị lớn. Đồng chí Bộ trưởng Tư pháp cũng có nhấn mạnh cái nội dung này nhiều lần trong cái trả lời chất vấn về cái vấn đề là đấu giá trực tuyến. Về công tác giám định tư pháp, tiếp tục triển khai có hiệu quả luật giám định tư pháp, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, nhất là quy định chi tiết hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn, quy trình giám định, chi phí giám định, chế độ chính sách đối với giám định viên tư pháp, nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác này. Rà soát đề xuất việc sửa đổi, bổ sung luật giám định tư pháp và các văn bản có liên quan nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là yêu cầu giám định tư pháp trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Nếu đồng chí Tổng Bí thư đã có văn bản chỉ đạo nhiều lần là tiếp tục phải đẩy mạnh cái công tác thẩm định tư pháp này. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện giám định tư pháp, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp, chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp. Làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, từng bước kiện toàn đội ngũ giám định viên, bảo đảm đủ số lượng, có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp tục hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực để xã hội hóa và phát triển lĩnh vực giám định tư pháp. Thứ hai, về lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành nông nghiệp có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong những điều kiện khó khăn. Các cân đối cung cầu, an ninh lương thực quốc gia được đảm bảo vững chắc, nguồn cung, sản lượng lúa gạo, thịt, thủy sản đều tăng so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Trong 7 tháng đầu năm nay, tuy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có sụt giảm, nhưng cũng đã tận dụng thời cơ để đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm mặt hàng có lợi thế, trong đó có 4 mặt hàng rau quả, gạo, cà phê, hạt điều có kim ngạch xuất khẩu vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các bộ ngành liên quan và địa phương đã ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn thi hành luật thủy sản, quy định của Liên minh châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không khai báo
viết tắt là EU, tạo cơ sở pháp lý để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và phù hợp với các thông lệ quốc tế có liên quan, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các quy định quản lý tàu cá, khai báo sản lượng khai thác, xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác, tổ chức hiệu quả công tác đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhu cầu thị trường trong nước phục hồi chậm, thị trường nông sản xuất khẩu có nhiều biến động, số lượng đơn hàng giảm, giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng, kết nối điều hòa cung cầu còn bất cập. Việc phát triển bền vững nông nghiệp nói chung và ngành thủy sản nói riêng còn nhiều thách thức. Từ các vấn đề đặt ra, đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế, trong đó tập trung vào một số vấn đề chính sau đây. Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân, khẩn trương hoàn thiện chính sách pháp luật phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản chủ lực, cập nhật phân tích đánh giá thông tin diễn biến thị trường một cách toàn diện, cẩn trọng để kịp thời phổ biến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt khó tận dụng cơ hội thị trường. Củng cố các thị trường hiện có, khai mở các thị trường mới cho nông sản Việt Nam. Đổi mới tổ chức truyền thông quảng bá chất lượng đặc thù vượt trội của nông sản Việt tại thị trường trong và ngoài nước. Tổ chức sản xuất nông nghiệp bền vững theo mục tiêu định hướng tại chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững và các giải pháp cụ thể tại các đề án đang được triển khai, như thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản gắn với thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm sản, thủy sản đến năm 2030, đẩy nhanh việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề án phát triển hệ thống logistics, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dõi sát diễn biến thị trường và giá lương thực trên thế giới, có kế hoạch cụ thể để vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu lúa gạo trong nước, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, vừa đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đang tăng cao và giá cả thì cũng đang tăng. Ngăn ngừa rủi ro, bắt sóng xuất khẩu, để hồng thị trường trong nước. Cần lấy yếu tố bảo đảm chất lượng gạo và thương hiệu, bảo đảm tiến độ giao hàng là giải pháp sâu rễ, bền gốc. Phối hợp với các bộ ngành địa phương quản lý, điều phối công tác thu mua, chế biến, bảo quản lúa gạo, bảo đảm ổn định thị trường trong nước, hài hòa lợi ích người trồng lúa, doanh nghiệp chế biến và nhà xuất khẩu gạo. Về khai thác, bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, phát triển giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản, triển khai thực hiện các chương trình điều tra đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của thủy sản định kỳ 5 năm, điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền đối với một số ngành nghề ở vùng biển phù hợp khả năng cho phép của nguồn lợi thủy sản, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030 sau khi được phê duyệt, chương trình quốc gia bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản 2023-2030, rà soát điều chỉnh thành lập mới các khu bảo tồn biển cấp quốc gia, cấp tỉnh nhằm đạt mục tiêu đạt tối thiểu 6% diện tích vùng biển cần bảo tồn. Xây dựng chính sách chuyển đổi nghề, chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng ngư dân sang các nghề khác, hỗ trợ ngư dân trong thời gian tạm ngừng khai thác thủy sản, phát triển đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ các khu bảo tồn phát triển, khu bảo tồn biển phát triển bền vững, quản lý tốt hạn ngạch khai thác hải sản, đẩy mạnh chuyển đổi từ nghề khai thác xâm hại nguồn lợi thủy sản và môi trường sang
làm các nghề khác phù hợp hơn cho ngư dân, phục hồi tái tạo nguồn lợi cần tập trung các loại nguy cấp quý hiếm, các loại bản địa đặc hữu, xây dựng các dự án phục hồi hệ sinh thái rạn san hô, cờ biển, tạo nơi cư trú nhân tạo, kiện toàn lực lượng kiểm ngư, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong khai thác bất hợp pháp, tiến đến chấm dứt tình trạng này. Tiếp tục đàm phán ký kết phân định vùng biển trồng lấn, vùng chưa phân định giữa Việt Nam với các nước, xác định ranh giới được phép khai thác trên hải sản trên các vùng biển nhằm hạn chế và chấm dứt tình trạng tàu cá bị lực lượng chức năng nước ngoài xua đuổi bắt giữ, xử lý trên vùng biển tiếp giáp với các nước trong khu vực. Phối hợp với các nước thúc đẩy các chuỗi giá trị trong lĩnh vực kinh tế biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến qua các đồn trạm biên phòng, tuyến biển, bảo đảm đủ các điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Điều tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, nhất là cần điều tra, xử lý, truy tố hình sự các tổ chức cá nhân có hành vi môi giới, móc nối, đưa tàu cá ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân đối với những trường hợp tàu cá và ngư dân đã và đang bị nước ngoài bắt giữ ở vùng nước lịch sử, các khu vực biển trồng lấn. Tiến hành truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, kiểm soát nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu, đặc biệt nhập khẩu bằng container, tập trung cao điểm xử lý các hành vi vi phạm EU, tiếp tục thông tin truyền thông tuyên truyền, tập huấn, vận động cộng đồng ngư dân ven biển và các tổ chức cá nhân có liên quan tuân thủ các quy định pháp luật về EU, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kịp thời phát hiện, tố giác, xử lý các hành vi khai thác EU và tiếp tục giải trình vận động EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC về thủy sản đối với Việt Nam. Về chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực. Đôn đốc lập phê duyệt trong năm 2023 các quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật và chuyên ngành liên quan có sử dụng đất, bảo đảm tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đồng bộ thống nhất với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đối với đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà trái phép, kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình nhà ở, hạ tầng hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp. Thực hiện lập hồ sơ thủ tục xin chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Hài hòa lợi ích giữa các bên trong quá trình chuyển đổi đất đai theo quy hoạch, nhất là đảm bảo cuộc sống cho người bị thu hồi đất. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, có thể nói từ các chất vấn của đại biểu Quốc hội, nhiều vấn đề tồn tại và đang bức xúc trong xã hội đã được kịp thời xem xét giải quyết. Nhiều chủ trương chính sách đã được ban hành, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua hoạt động chất vấn còn giúp phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật, cũng như nâng cao trách nhiệm của các bộ trưởng trong việc tìm ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát rất có hiệu quả của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi tin tưởng rằng với các giải pháp mà các bộ trưởng đã cam kết, với quyết tâm cao của tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, lĩnh vực quản lý thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp sẽ có nhiều chuyển biến rõ nét, vươn lên tầm cao mới, đi vào thực chất hơn, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, theo nghị quyết 27 của Trung ương Đảng. Ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế,
tạo cơ sở tiền đề quan trọng để hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quý, đồng bào cử tri cả nước đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Cảm ơn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các thành viên của Chính phủ đã có sự chuẩn bị chú đáo, trực tiếp trả lời chất vấn và tham gia giải trình làm rõ thêm các vấn đề có liên quan. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực nghiên cứu, tham gia chất vấn với nhiều ý kiến thẳng thắn, sắc sảo, trí tuệ và thiết thực. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin, tổ chức phát thanh truyền hình trực tiếp đến đồng bào cử tri và nhân dân cả nước để cho hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày càng gắn bó gần với nhân dân và cử tri hơn. Tôi xin phép được kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý và tất cả các vị đại biểu Quốc hội.